Cô chú anh chị ha, khách ở xe ha, Tiền Giang nè, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang ha. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Thì nó leo 12,5 MB ha. 12,5 MB tối đa nó tới 17,5 nha cô chú anh chị. Vừa từ tặng nó cô chú anh chị ha. Motor lỗi đồng 100%, bảo hành 6 tháng, lỗi đổi mới nha cô chú anh chị. Và giá của cái con 3,5 kg này là giá 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Chào cô chú anh chị, thì đến với kênh Quang Thái Gia Lai. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 2 dương lịch ha cô chú anh chị. Thì đồng nghĩa với âm lịch đó là hôm nay là ngày 16 cô chú anh chị. Thì Quang Thái làm clip này để gửi đến những khách hàng ở xe để ủng hộ bên Quang Thái này. Clip này trong này nó có đa dạng lắm nha cô chú anh chị. 1,5 kg nè là 2 HP nè, 2,2 là 3 HP, và 3 kg là 4 HP, và con lớn nhất của một pha toàn phát đó là 3,5 kg là 47 HP nha cô chú anh chị. Thì nhân dịp khai xuân này, Quang Thái làm clip này là báo giá lại cho cô chú anh chị mình cập nhật giá ha. Và đồng thời cái chương trình Quang Thái tặng quà ba lì xì 100.000 cho đến hết tháng 2 nha cô chú anh chị. Hết tháng 2 hôm nay là ngày 15, thì hết tháng 2 ở du lịch là có nghĩa là 15 ngày hôm kể từ ngày Quang Thái làm clip cho tới hết tháng 2 là 15.000 nha cô chú anh chị. Thì trong này nó có 4 con này Quang Thái test, lúc nào mà Quang Thái gửi hàng cho khách thì Quang Thái lúc nào cũng test. Bắt tặng cô chú anh chị một cái chuỗi dây điện này và test cho cô chú anh chị xem ha. Thì con 1,5 kg nè cô chú anh chị là 2 ngựa, là giá 1,9 triệu nha cô chú anh chị, và tặng bao lì xì. Thì trừ trực tiếp hoặc là đỡ bao lì xì bên trong tùy cô chú anh chị mình ha. Thì nếu như cô chú anh chị trực tiếp thì là 1,8 triệu bao một chuyện cô chú anh chị, là con 2 HP cô chú anh chị. Và cái con 3 HP này thì giá nó là 2,2 triệu cô chú anh chị, và trừ 100.000 bao lì xì là còn 2,1 triệu nha cô chú anh chị. Và con này là 3 kg là 4 HP cô chú anh chị, thì giá nó 2,3 triệu, và trừ 100 thì nó là 2,2 triệu cô chú anh chị. Và con này là con 3,5 kg lớn nhất một vai tàu khác, thì nó là giá là 2,5 triệu, nó được từ 100 bao lì xì thì nó là 2,4 triệu bao một chuyện cô chú anh chị. Thì giờ Quang Thái sẽ test từng con cho cô chú anh chị mình xem nha cô chú anh chị. Thì cái con này là cái con 2 HP này đó, Quang Thái vừa báo giá xong á, 2 HP này ha. 1,5 HP này, trọng lượng bản thân là nặng motor tổng phát là nặng 16,5 kg này, heo này chất lượng cao, lỗi đồng 100%, cốt độ 24, giải nhiệt rất là tốt nha cô chú chị. Con này là vỏ nhôm này, vỏ nhôm lỗi đồng 100%. Con này là Quang Thái test nhé, cam điện này bật hệ là test cho cô chú anh chị xem nhé. Thì motor đang chạy chiều phải động cơ nè cô chú anh chị ha. Thì con này là 1,5 kg 2 HP ha. Âm bê tối đa nó là 9,5 AMP. Thì âm bê test cho nó chạy thử cô chú anh chị thì nó là 5,6 AMP ha, là mất test cho chạy thử thôi nha cô chú anh chị. Mình thấy tắt ha, và mình thấy găm con 3 kg nè, 3 kg nè, Quang Thái test nha cô chú anh chị. Đấy, con 3 HP nha cô chú anh chị, 3 kg 3 HP 2,2 kW ha, cùng 1,400 này. Thì motor lỗi đồng 100%. Ampe đang cho test thử là 7,9 Ampe ha. Ampe tối đa nó là 12 Ampe nha cô chú anh chị. 12 Ampe ha. Trọng lượng bản thân là nặng 18,4 kg nè cô chú anh chị. Giá là 2,2 triệu, được trừ 100 bao lì xì cho là còn 2,1 triệu nha cô chú anh chị. Test ha. Đấy, thì lúc nào bên Quang Thái chốt cho khách rồi thì cũng test xong rồi mới gửi nha cô chú anh chị. Đây, con này cũng 3 kg nè hả, 3 kg là 4 HP nha cô chú anh chị. 3 kg nè, nó ampe tối đa nó là 15 Ampe ha, cùng 1,400 nè cô chú anh chị. Motor lỗi đồng 100% nha cô chú anh chị. Và nó cho chị thử, chị đợt thử cô chú anh chị là 9,5 Ampe ha cô chú anh chị ha. Quang Thái test ha, ampe tối đa nó là tới 15 Ampe nha cô chú anh chị. Con này 3,5 kg nè, lớn nhất của một phe toàn phát này cô chú anh chị. Con này thì mình thay test cho cô chú anh chị xem nhé. Trọng lượng bản thân của nó là nó nặng là 22,5 kg ha cô chú anh chị ha. 3,5 kg 4,7 ngựa nè, 1,400 nè ha. Ampe tối đa của nó là tới 17,5 Ampe luôn. Có nhiều clip Quang Thái test đầu xịt nó lên tới hơn 15 Ampe cô chú anh chị. Đây test nha cô chú anh chị. Thì con này là đang chạy chiều phải động cơ này cô chú anh chị. Thì ampe test thử của nó là 12 Ampe ha cô chú anh chị ha. Rồi ampe tối đa của nó là 17,5 Ampe nha cô chú anh chị. Cốt lỗi đồng 100%, cốt trục 24 nè.
Mô tô 2015 chất lượng cao, bảo hành 6 tháng, loại đổi mới nha cô chú anh chị. Đấy, thì những cái đơn này thì Quang Thái cũng sẵn sàng hết rồi, chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Để gửi tới anh em, cô chú anh chị ha, khách ở xe ha, Tiền Giang nè, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang. Đấy. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Đấy. Thì nó leo 12,5 mb ha. Amp tối đa nó tới 17,5 nha cô chú anh chị. Chưa motor lỗi đồng 100%, bảo hành 6 tháng, loại đổi mới nha cô chú anh chị. Và giá của cái con 3,5 kg này là giá 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Và được trừ 100.000 ha, được trừ 100.000 bao lì xì cho hết tháng 2. Thì hôm nay cũng là ngày 15 tháng 2 cô chú anh chị. Thì chương trình này được áp dụng nửa tháng nha cô chú, 15 ngày kể từ ngày ra clip nha cô chú anh chị. Qua hết 15 ngày thì Quang Thái vẫn quay về giá của thời điểm hiện tại, cái giá lâu nay á cô chú anh chị. Thì giá của 3,5 kg nè, 47 HP là giá là 2,5 triệu ha, được trừ 100. Và giá của 3 kg nè là 4 HP nè cô chú anh chị, là giá là 2,3 triệu nha cô chú anh chị. Được trừ 100. Được trừ 100 bao lì xì cô chú anh chị. Và cái 2,2 nè thì giá là 2,2 triệu, được trừ 100. Đó, sau 15 ngày á thì Quang Thái sẽ quay lại giá chính thức của nó lâu nay nha cô chú anh chị. Cái con này là 1,5 kg này, 2 HP này. Đó, thì giá nó là 1,9 triệu. À, được trừ 100 ha. Qua 15 ngày thì Quang Thái quay lại giá cũ nha cô chú anh chị. Motor lỗi đồng 100%, rất dùng rất là ổn định nha cô chú anh chị. Motor toàn phát 2,5 chất lượng cao ha. Cô chú anh chị ha. Những cái con này hầu hết là tua chậm hết nha cô chú anh chị. Giờ khách hàng của bên Quang Thái thì mua đỡ về làm đầu xịt nè, về rửa xe nè. Đấy, thì đa phần trong này là 3,5 kg nè, 3,5 kg có 4 con nè, còn 5 con. 3 kg này tôi chậm hết. Trong này tôi chậm hết. Đa phần là tôi chậm hết. Nhưng hình như có một con tôi nhanh nè. Về cái con thùng xốp kia nè. Đó thì cái con đó là vỏ gan, vỏ gan. Vỏ gan 3 kg. Cho anh Hùng đi Đồng Tháp. Thì anh Hùng mua cái con vỏ gan này thì con thứ ba rồi của chú anh chị. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã tin tưởng và ủng hộ bên Quang Thái Gia Lai, motor toàn phát nha cô chú anh chị. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Và đầu xuân, đầu năm 2024 thì Quang Thái chúc gia đình cô chú anh chị năm mới mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý. Cô chú anh chị ha. Quang Thái cũng xin dừng clip ở đây. Chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip gần nhất. Chào thân ái cô chú anh chị nhé. Xin chào cô chú anh chị ạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.